Đây là một mẫu váy rất rất đặc biệt mà Phương cực kỳ thích trong bộ sưu tập lần này. Mẫu váy này thì với chất liệu là tằm Thái, một cái chất liệu mà có độ co giãn nhẹ nhàng, nên khi mặc thì mọi người sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và thoáng mát. Điểm nhấn của mẫu váy này thì mọi người nhìn đã thấy rồi, chính là cái màu sắc cũng như là họa tiết của em nó. Màu sắc thì là thiên màu xanh, nhưng mà với họa tiết thì mọi người thấy là họa tiết tự do. Nó sẽ phối giữa cả họa tiết hình học và họa tiết hoa, khiến cho bộ váy này trở nên rất rất khác biệt. Tức là mọi người mặc đi đâu ấy thì cũng không bao giờ sợ đụng hàng, đúng không nào? Phía bên trên thì được thiết kế giống như một chiếc áo sơ mi với phần tay phồng nhẹ nhàng như thế này. Nhưng mà phần tay này không quá dài nhá, nó khá là lửng thôi. Mặc thì chúng ta sẽ không cảm thấy là bị tù người. Ví dụ như cái tay mà hơi dài quá thì nhìn sẽ không được đẹp cho lắm. Ở phía bên dưới thì là chân váy dáng xếp ly. Đó. Cái phần ở phía bên dưới thiết kế xếp ly như thế này thì nhìn nhá, vừa lịch sự, trang nhã. Nhưng mà giả sử mọi người mà chụp ảnh check in thì nó cũng rất là nổi bật. Ngoài ra thì còn có một chiếc belt. Chiếc belt này thì là một chiếc belt đính ngọc cực kỳ tinh tế và khiến cho bộ trang phục trở nên nổi bật hơn. Vì với họa tiết tự do như thế này mà có một cái chiếc belt điểm nhấn như thế này thì chắc chắn là sẽ khiến cho mọi người thu hút ánh nhìn từ mọi phía. Đây là một mẫu váy mà Phương nghĩ là mọi người có thể mặc được cả đi làm nơi công sở này, đi hội họp, ký kết hợp đồng hay kể cả đi du lịch thì cũng rất phù hợp. Nói chung là một chiếc váy đa di năng cho tất cả các chị em luôn. Nên nếu mọi người mà thích em nó thì hãy nhanh tay để lại comment ở dưới video này hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của Melia. Khi mua hàng online thì mọi người sẽ được free ship và được kiểm tra hàng. Còn nếu muốn đến tận nơi thì Melia có showroom trên toàn quốc. Hãy đến và tận hưởng không gian mua sắm của Melia nhé.